Đoạn clip ghi lại tình huống giao thông dở khóc dở cười vào lúc hơn 5 giờ chiều ngày 21 tháng 9. Theo đó, một người phụ nữ đang di chuyển trên đường thì bất chợt rẽ nhưng không bật xi nhan. Cùng lúc đó, người đàn ông đi thẳng lao đến. Chị gái đó lao xe bất ngờ lại đi nhanh khiến anh chàng đi thẳng cũng khá nhanh phải né dội. Anh ta đã lao hẳn vào hiên nhà dân để tránh và may sao phanh kịp thời. Đúng là trường hợp nguy hiểm hết sức. Người phụ nữ qua đường mà không xi nhan. Người phụ nữ rõ ràng sai trong trường hợp này. Chị ta đi đường không xi nhan, cũng chẳng giảm tốc độ hay có tín hiệu gì để biểu hiện rằng đang rẽ. Điều đó suýt nữa khiến vụ va chạm xảy ra. Nam thanh niên trong clip cũng phóng nhanh trong tình huống đó. Tuy nhiên, điều đáng khen là anh ta cũng xử lý tình huống kịp thời và tay lái vững. Đây là một bài học cho những người tham gia giao thông, phải chú ý quan sát và bật xi nhan chứ đừng nghĩ đường vắng mà chủ quan, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.